sinh nhật của cây guitar vô cùng tuyệt vời, Hoa Ất. Và quý vị hãy dành cho Hoa Ất thêm một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và để tiếp nối chương trình thì xin được gửi tới các bạn một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tâm. Vâng, một nhạc phẩm có lẽ rất lâu rồi xin gửi lại các bạn, Đôi Chút Lá Khô. Khi tình bay xa, đừng vội quên bao nhiêu ân tình. Nắng chiều nay buồn vào thinh lặng, ngồi lặng yên nghe mưa. Xa xôi bên người về đêm qua, tình còn đâu trong tim sâu. Để chút sâu về đêm đưa vô, chưa còn nghe. Chưa có nghe, có lẽ tình yêu.
nhiều.